Anh em cầm mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Rất là ok.